Đầu tháng 10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã chính thức công bố các giải Nobel năm 2013. Cả 3 lĩnh vực khoa học tự nhiên là vật lý, hóa học và y học đều vinh danh những công trình tập thể thiên về nghiên cứu lý thuyết và cơ bản. Đặc biệt có công trình còn ứng dụng cả những tiến bộ của công nghệ thông tin. Vậy cụ thể những công trình đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự sẽ được tóm lược lại sau đây. Giải Nobel vật lý 2013 không thực sự quá bất ngờ bởi công trình nghiên cứu về hạt Higgs của hai khoa học François Englert Bỉ và Peter Higgs của Anh giải thích sự hình thành của vũ trụ vốn đang được giới khoa học chú ý trong 2 năm qua. Lý thuyết của Englert và Higgs đã giải thích được tại sao các hạt cơ bản có khối lượng và điều này là rất quan trọng. Lý thuyết còn giúp giải thích được cơ chế hình thành nên các hạt nguyên tử, phân tử. Trong những năm 1960, hai nhà vật lý lý thuyết này thuộc số những nhà khoa học đề xuất một cơ chế giải thích về các vật chất cơ bản nhất của vũ trụ có khối lượng. Năm 1964, Peter Higgs, trường đại học Edinburgh, nước Anh, đề xuất hạt Higgs được cho là tồn tại trong một trường vô hình ở khắp nơi do vụ nổ Big Bang tạo ra cách đây khoảng 13,7 tỷ năm. Cũng trong thời gian trên, nhà vật lý François Englert, đại học Le Debussy cùng đồng nghiệp cũng đề xuất lý thuyết tương tự về một loại hạt có khối lượng nền tảng. Sự tồn tại của hạt này đã được chứng minh trong năm 2012, sau gần một nửa thế kỷ tìm kiếm. Đầu tiên là các nhà vật lý tại phòng thí nghiệm máy gia tốc hạt quốc gia Fermi Fermilab ở bang Illinois của Mỹ cho biết họ đã dần làm sáng tỏ sự tồn tại của hạt Higgs. Sau đó, ngày 4 tháng 7 năm 2012, các nhà vật lý tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu CERN công bố đã tìm ra hạt Higgs và chính thức khẳng định lại vào đầu năm 2013. Giải thưởng Nobel Hóa học năm nay được trao cho Martin Kaplus, Michael Levy và Ariel Wachen với công trình phát triển các mô hình đa phạm vi cho các hệ thống hóa học phức tạp. Các nghiên cứu của 3 chuyên gia người Mỹ được thực hiện từ thập niên 70 kết hợp giữa vật lý cổ điển và vật lý lượng tử để tạo ra các mô hình vi tính có khả năng mô phỏng và dự đoán các phản ứng hóa học. Công cụ có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cách làm việc của nhà khoa học hiện đại. Hóa học còn rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu. Chúng tôi tin rằng ứng dụng máy tính là cách tốt nhất để hiểu các phân tử phức tạp bởi vì nó quá phức tạp và quá lớn để có thể thực hiện bằng thực nghiệm. Cách thức này rất mới và nó cũng không được sự chấp nhận của một số người làm thí nghiệm. Tất nhiên, hệ thống máy tính cũng cần các nhà khoa học để nó làm việc được. Nhờ nghiên cứu này mà chương trình máy tính có thể dự đoán các quá trình hóa học phức tạp, cung cấp cho những chuyên gia nghiên cứu dược và nhà hóa học một giải pháp nhanh hơn để giải quyết các vấn đề. Sự đóng góp của 3 nhà khoa học đối với giải Nobel Hóa học năm nay là những nghiên cứu của họ đã bổ trợ cho nhau, tạo thành một công trình hoàn chỉnh. Theo Ủy ban Nobel, ý nghĩa công trình nghiên cứu của 3 nhà khoa học trên là khả năng ứng dụng để tìm hiểu tất cả các lĩnh vực hóa học, chẳng hạn như tối ưu hóa tấm năng lượng mặt trời, các chất xúc tác trong động cơ và thuốc. Cùng với giải Nobel Hóa học, giải Nobel Y học năm nay cũng được trao cho công trình của 3 nhà khoa học, gồm 2 nhà khoa học người Mỹ là James E. Rudman, Randy Sherman và nhà khoa học Đức Thomas Sudoff, với công trình khám phá và mô tả cơ chế kiểm soát giao thông tế bào. Công trình nghiên cứu của 3 giáo sư Rudman, Sherman và Sudoff đạt giải năm nay mang đậm nét khoa học cơ bản, thuộc lĩnh vực sinh học phân tử. Với việc hiểu được cơ chế kiểm soát giao thông trong tế bào giúp ngành y học phát hiện được cơ chế phát sinh bệnh tật ở cấp độ tế bào. Theo đó, hệ thống giao thông trong mỗi tế bào cũng tương tự như hệ thống giao thông trên đường phố và thậm chí phức tạp hơn. Tai nạn hay sự cố giao thông phát sinh khi hệ thống đèn đường, tín hiệu hoặc người tham gia giao thông gặp vấn đề thì bệnh tật trong cơ thể cũng phát sinh từ những rối loạn hay hư hỏng của hệ thống giao thông tế bào. Insulin là một ví dụ. Insulin được sản xuất ở tuyến tụy và chuyển vào máu. Quá trình vận chuyển được các tín hiệu hóa học kiểm soát. Chúng có chức năng như đèn giao thông. Còn phương tiện vận chuyển insulin là một màng nhầy được đặt tên là vesicle. Trong công trình nghiên cứu, giáo sư Randy Sherman khám phá những gen cần thiết cho hệ thống giao thông tế bào nhờ vào một nghiên cứu trên men, một vi sinh vật đơn bào. Giáo sư James Rudman phát hiện hệ thống protein cho phép các vesicle kết hợp với nhau. Giáo sư Thomas Sudoff mô tả cái tín hiệu hóa học làm việc như thế nào. Về ý nghĩa lâm sàng thực tế thì những khám phá này có vẻ chưa có ứng dụng trong tương lai gần. Nhưng theo các chuyên gia, công trình này có thể giúp y học hiểu hơn về những bệnh thần kinh, tiểu đường và rối loạn hệ miễn dịch. Do khủng hoảng kinh tế, năm nay tổ chức Nobel đã giảm số tiền thưởng cho mỗi giải từ 10 triệu kronor xuống còn 8 triệu kronor, tức khoảng 1,25 triệu đô la Mỹ. Những người đoạt giải Nobel năm 2013 sẽ được nhận giải tại một buổi lễ ở Stockholm vào ngày 10 tháng 12 tới.